Hello. Hello. Rồi xin chào các em. Hôm nay anh sẽ giới thiệu với chúng ta bài khám chi dưới. Đây là một trong hai bài cùng với bài khám chi trên, là hai bài nằm trong cái phần khám hệ cơ quan vận động. Thì chuẩn đầu ra của bài này chúng ta cũng sẽ tương tự như là cái bài khám chi trên. Mình sẽ có ba chuẩn đầu ra. Thứ nhất là chúng ta phải mô tả chính xác được các móc giải phẫu vùng chi dưới. Thứ hai là chúng ta phải thực hiện tốt cái việc thăm khám vận động chi dưới. Và thứ ba là chúng ta có thái độ tôn trọng bệnh nhân trong quá trình thăm khám. Về nguyên tắc khám thì nó cũng giống như bài khám chi trên. Khi mà khám chi dưới thì chúng ta cũng phải bộc lộ tốt vùng khám. Những bệnh nhân khám chi dưới thường chỉ mặc quần lót. Và cái nguyên tắc thứ hai đó là chúng ta phải so sánh hai bên chi thăm khám. Khi mà thăm khám thì chúng ta sẽ cố gắng tìm ba cái nhóm triệu chứng. Thứ nhất là triệu chứng tổng quát, thứ hai là triệu chứng cơ năng bằng cách chúng ta hỏi bệnh, và cái thứ ba là chúng ta thăm khám để tìm nhóm triệu chứng thực thể. Thì khi thăm khám để tìm nhóm triệu chứng thực thể thì chúng ta sẽ khám theo trình tự, đó là nhìn sờ, đo chi, khám vận động chi, khám mạch máu, thần kinh và thực hiện các nghiệm pháp. Trong đó thì phần khám mạch máu các em đã được học ở học phần tiền lâm sàng 1, cho đó anh không nhắc lại trong bài ngày hôm nay. Riêng phần khám thần kinh thì chúng ta đã có hai bài khám thần kinh rất là chi tiết, thì các em có thể tham khảo thêm các phần khám thần kinh ở trong hai bài đó. Rồi, đầu tiên là chúng ta nói về các móc giải phẫu. Để nhìn và sờ tốt thì chúng ta cần phải nhớ một số cái móc phải giải phẫu. Thì đầu tiên đó là cái gai chậu trước trên. Thì cách xác định gai chậu trước trên là các em phải sờ được cái màu chậu. Thì có một cái cách đơn giản để chúng ta xác định màu chậu, đó là các em đặt tay ở hai bên hông của bệnh nhân. Thì ở phía trên chúng ta đặt cái là bàn tay lên trên hai bên hông của bệnh nhân. Thì ở phía trên của bàn tay của mình nó các em sẽ sờ được cái phần xương, đó là cái phần xương sườn, và phía dưới của bàn tay thì mình sẽ sờ được cái màu chậu. Đấy, thì các em lần tay theo bờ của màu chậu đi ra phía trước thì các em sẽ sờ thấy một điểm nó nhô cao lên, và phía sau đó, sau cái điểm đó thì chúng ta sẽ bị hẳn tay, chúng ta không sờ được một cái mật độ của xương. Thì ngay vị trí nhô cao đó chính là gai chậu trước trên. Bình thường thì cái gai chậu trước trên, nếu chúng ta cho bệnh nhân đứng thẳng và chúng ta quan sát từ phía trước thì chúng ta sẽ thấy hai gai chậu trước trên của bệnh nhân nằm ngang nhau. Phía dưới hai gai chậu trước trên đó là cái vị trí của nếp lằn bẹn. Nếp lằn bẹn sẽ nối từ cái gai chậu trước trên ở phía trên và đi xuống phía dưới phần cổ mu, hoặc là khe khe mu khe 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 vệ hay là khớp vệ đấy. Ở giữa cái nếp lằn bẹn là chúng ta có đặt tay vào, chúng ta sẽ sờ được cái động mạch đùi. Rồi, ở mặt trước trong của đùi thì chúng ta có một cái tam giác, người ta gọi là tam giác Scapa. Thì tam giác này sẽ tạo bởi ba đường thẳng, đó là cái cung đùi, cơ may và cơ lược. Trong cái tam giác này nó sẽ chứa động bó mạch và thần kinh ở vùng đùi. Nếu chúng ta cho bệnh nhân cử động chân như thế này thì chúng ta sẽ thấy là những cái thớ cơ nó sẽ tạo nên những cái giới hạn về tam giác Scapa rất là rõ. Rồi, khi quan sát từ phía sau thì chúng ta sẽ thấy hai cái điểm cao nhất của màu chậu nó sẽ cắt ngang cột sống tại khe gian đốt sống L4, L5. Đây là vị trí mà chúng ta thường hay ứng dụng trong việc chọc giò thủy sống. Rồi, nhìn xuống phía dưới thì chúng ta sẽ thấy hai cái nếp lằn mông của bệnh nhân. Khi mà bệnh nhân đứng ở tư thế trọng tâm dồn đều về hai chân thì hai nếp lằn mông sẽ ngang nhau.
À, nếu chúng ta đặt tay lên vị trí của gần vị trí của hai nếp lằn mông này, chúng ta sờ sâu vào bên trong thì chúng ta sẽ cảm nhận được một cái phần xương nhô cao. Đó chính là ụ ngồi. Ụ ngồi là cái vị trí mà khi chúng ta ngồi thì nó sẽ tiếp xúc, nó sẽ là nơi tiếp xúc với cái phần mặt phẳng cứng ở phía 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 chỗ chúng ta ngồi. Do đó thường cái da vùng này nó sẽ có màu hơi sẫm hơn da vùng khác. Rồi, quan sát ở mặt phẳng nghiêng thì chúng ta sẽ thấy được cái vị trí của máu chuyển lớn. Thì đối với những bệnh nhân mà ốm thì chúng ta có nhìn ở cái vùng mặt ngoài đùi thì mình sẽ thấy được một cái hõm. Đối với những trường hợp bệnh nhân không thấy rõ hõm thì chúng ta có thể yêu cầu bệnh nhân gồng cái đùi của họ lên, chúng ta sẽ thấy một cái hõm. Thì lúc này chúng ta đặt các ngón tay vào cái hõm này và chúng ta cho bệnh nhân cử động chân. Thì lúc này chúng ta sẽ cảm nhận được một cái phần xương nó xoay chuyển dưới dưới lòng bàn tay của mình. Thì đó chính là vị trí của máu chuyển lớn. Khi cho bệnh nhân duỗi háng, nếu chúng ta kẻ một cái đường thẳng đi qua cái gai chậu trước trên và vuông góc với mặt giường, đường thẳng thứ hai chúng ta kẻ qua cái máu chuyển lớn và song song với mặt giường. Hai đường thẳng này nó sẽ cắt nhau tại một điểm, anh tạm gọi là một cái điểm ô nào đó. Rồi, chúng ta nối gai chậu trước trên và máu chuyển lớn lại thì ba đường thẳng này nó sẽ tạo thành một cái tam giác có tính chất là vuông cân tại điểm cắt ô của mà anh đã đặt tên. Thì tam giác này được gọi là tam giác Ryan. Khi cho háng gấp 45 độ thì ba điểm đó là gai chậu trước trên, máu chuyển lớn và ụ ngồi ở phía sau nó sẽ tạo thành một cái đường thẳng. Đường thẳng này gọi là đường thẳng Nailaton Rosa. Ở vùng gối thì chúng ta có cái khe khớp gối ngoài. Thì khe khớp gối ngoài sẽ được tạo thành bởi cái lồi cầu ngoài của xương đùi ở phía trên và cái mâm chày ngoài ở phía dưới. Thì cái cách xác định đó là chúng ta sẽ đặt tay dọc theo cái bờ ngoài của xương đùi đi xuống phía dưới thì mình sẽ sờ được một cái phần xương nhô cao lên, đó chính là vị trí của cái lồi cầu ngoài xương đùi. Và phía dưới lồi cầu ngoài xương đùi chúng ta sẽ sờ được một cái khe, thì đó chính là vị trí của khe khớp gối ngoài. Tương tự đối với khe khớp gối bên trong thì nó cũng là cái khe khớp được tạo bởi lồi cầu trong của xương đùi và mâm chày trong. Đi từ cái khe khớp gối ngoài, chúng ta lần theo bờ ngoài của xương mát. Thì chúng ta sẽ xuống dưới phía dưới khe khớp gối ngoài khoảng chừng hai khoát ngón tay thì chúng ta sẽ sờ được một cái phần xương nhô lên, đó chính là vị trí của chõm xương mát. Rồi, quan sát ở mặt trước cái vùng khớp gối. Thì cái cẳng chân của chúng ta sẽ được tạo thành bởi hai xương giống như cái xương cẳng tay, đó chính là xương chày ở bên trong và xương mát ở bên ngoài. Thì cái lồi cũ chày là cái phần mà mặt trước của xương chày nhô cao nằm ở gần cái vùng khớp gối. Thì cách xác định là chúng ta sẽ đặt tay sờ dọc theo mặt trước trong của xương chày. Chúng ta sờ lên phía trên, đi về phía gối thì chúng ta sẽ sờ thấy được một cái phần xương nhô cao lên. Thì đây chính là vị trí của lồi cũ chày. Khớp gối của chúng ta sẽ được tạo thành bởi ba cái khớp, đó là khớp chày mác trên, tức là khớp giữa xương chày và xương mác. Khớp chày đùi là khớp giữa mâm chày và lồi cầu đùi, và khớp chè đùi là khớp giữa xương bánh chè và lồi cầu ngoài và lồi cầu đùi. Thì cái xương bánh chè nó là một cái xương vừng lớn nhất của cơ thể. Nó sẽ được giữ lại ở phía trên bởi gân tứ đầu và phía dưới bởi gân bánh chè. Vùng cổ chân của chúng ta thì chúng ta sẽ có những cái móc giải phẫu sau. Thứ nhất đó là cái mắt cá trong và thứ hai đó là cái mắt cá ngoài. Thì cái mắt cá trong nó chính là cái đầu dưới của xương chày và mắt cá ngoài nó là cái đầu dưới của xương mát. Thì xương chày và xương mát ở phía dưới nó sẽ có một cái khớp với nhau gọi là khớp chày mát dưới, hay của mình còn gọi là đó là gọng chày mát. Thì bình thường á,
mắt cái ngoài nó sẽ nằm thấp hơn mắt cái trong khoảng từ 1,5 đến 2 cm, tương tự như mõm trong trụ và mõm trong quay ở phía chi trên. Ở vùng bàn chân, ở vùng bàn chân của mình đó, thì nó sẽ có hai cái vòm, đó là vòm ngang và vòm dọc. Thì hai cái vòm này nó sẽ tạo thành một cái hõm ở bờ trong của lòng bàn chân. Rồi cái kế tiếp anh muốn giới thiệu với các em đó là cái trục của chi dưới. Thì trục của chi dưới sẽ bao gồm ba cái trục. Thứ nhất đó là trục của đùi, được tính từ máu chuyển lớn đến lò cũ chày. Đây là trục của đùi. Trục thứ hai đó là trục từ à, là trục cẳng chân, được tính từ lò cũ chày đến giữa nếp cổ chân. Đây là trục cẳng chân. Thì thông thường là cái trục của cẳng chân nó sẽ mở một cái góc ra ngoài so với trục của đùi khoảng từ 165 đến 175 độ. Và nếu như mà cái góc này nó mở ra ngoài ít hơn thì mình gọi là cẳng chân vẹo ngoài, và ngược lại mở góc vào trong thì mình gọi là cẳng chân vẹo trong. Những trường hợp mà cẳng chân mở góc cẳng chân vẹo ngoài thì nếu như mà cẳng chân hai bên chân của bệnh nhân vẹo ngoài thì nó sẽ tạo thành cái chân giống như là hình chữ X. Và ngược lại nếu như mà cẳng chân hai bên vẹo trong thì nó sẽ tạo thành cái hình chữ O. Thì cái chân mà hình chữ O thường gặp ở trong hai trường hợp. Một là những em bé nó chưa biết đi, thì thông thường là cái xu hướng cái cẳng chân của nó sẽ vẹo trong, nó tạo thành hình chữ O. Thì những trường hợp này thường khi mà em bé nó bắt đầu nó biết đi thì cơ thể của nó sẽ tự động điều chỉnh cái trục của chi dưới lại để sao nó để đảm bảo nó có thể giữ được cái chức năng đó là thăng bằng và di chuyển. Rồi cái trường hợp thứ hai mà có cái chân hình chữ O đó là ở những bệnh nhân già lớn tuổi, đặc biệt là những phụ nữ và có tình trạng loãng xương, thì cái chân của họ cũng có biểu hiện giống hình chữ O, nhưng mà trong trường hợp đó thì cơ thể của họ không thể tự điều chỉnh lại cái trục của chi. Và cái trục thứ ba là trục của bàn chân, được tính từ giữa nếp gấp cổ chân, xin lỗi, giữa nếp cổ chân và đi qua ngón hai. Thì cái này nó sẽ hơi khác với trục của bàn tay. Trục của bàn tay là đi từ giữa nếp gấp cổ tay và đi qua ngón ba. Rồi mình qua nội dung kế tiếp, đó là đo chiều dài và đo vòng chi của chi dưới. Thì tương tự như chi trên, thì chiều dài của chi dưới cũng có hai loại, đó là chiều dài tương đối và chiều dài tuyệt đối. Về mặt định nghĩa thì nó không khác gì so với chi trên hết. Chiều dài tương đối thì nó đi qua khớp, tức là hai cái vị trí mà mình đo chiều dài nó phải nằm trên hai xương khác nhau. Và ngược lại, chiều dài tuyệt đối thì nó không đi qua khớp. Vị trí đo chiều dài chi dưới thì thông thường chi dưới chúng ta sẽ đo chiều dài đùi và chiều dài của toàn bộ chi dưới, người ta ít quan tâm đến cái chiều dài của cẳng chân. Rồi đo vòng chi thì kỹ thuật và mục đích nó tương tự như đo vòng chi ở chi trên. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ nói về đo chiều dài đùi. Chiều dài tương đối của đùi sẽ được tính từ gai chậu trước trên đến lò cầu ngoài của xương đùi. Đây là vị trí gai chậu trước trên và vị trí của lò cầu ngoài xương đùi. À, khi các em đo thì các em nhớ so sánh hai bên. Chiều dài tuyệt đối của đùi sẽ được đo từ máu chuyển lớn đến lò cầu ngoài xương đùi. Đây là vị trí máu chuyển lớn và lò cầu ngoài xương đùi. Rồi các em đo và so sánh hai bên. Tiếp theo là chiều dài của toàn bộ chi dưới. Chiều dài tuyệt đối của chi dưới sẽ được đo từ máu chuyển lớn đến mắt cá ngoài.
Chiều dài tương đối sẽ được đo từ gai chậu trước trên đến mắt cá trong. Rồi khi các em đo chiều dài thì các em nhớ là phải so sánh hai bên. Rồi, nội dung kế tiếp đó là đo vòng chi. Thì tương tự như chi trên, thì chúng ta sẽ cũng cái kỹ thuật đo nó giống như là chi trên, thì chúng ta sẽ chọn một cái điểm bất kỳ ở gần cái vùng chi cần đo. Sau đó chúng ta sẽ đo lên một khoảng cách bất kỳ và chúng ta sẽ đánh dấu tại vị trí mà chúng ta đã đo khoảng cách lên. À, sau đó chúng ta sẽ đo vòng chi ngang qua vị trí đã đánh dấu và chúng ta sẽ thực hiện tương tự với bên chi còn lại nếu chúng ta muốn so sánh hai bên, hoặc trong trường hợp nếu chúng ta muốn theo dõi mỗi giờ, mỗi 2 giờ, mỗi 4 giờ, mỗi ngày thì chúng ta sẽ đo với những vị trí cùng trong cùng một vị trí đã đánh dấu. Rồi nội dung kế tiếp chúng ta sẽ nói về khám vận động chi dưới. Thì về nguyên tắc khám thì nó cũng giống với khám chi trên, đó là chúng ta sẽ phải khám theo từng cặp vận động. Mà khám theo từng cặp vận động thì chúng ta phải chú ý đến cái tư thế trung tính của mỗi cặp vận động đó. Và tất nhiên là chúng ta phải so sánh hai bên rồi ha. Riêng đối với khám vận động chi dưới thì các em nhớ giùm anh đó là chúng ta sẽ khám vận động thụ động. Chi trên là chúng ta sẽ khám vận động chủ động, nhưng chi dưới chúng ta sẽ khám vận động thụ động. Khám vận động thụ động tức là chúng ta sẽ cầm cái chân của bệnh nhân và chúng ta thực hiện thao tác. Đây là anh đang nói là trong những trường hợp thông thường nha. Một số trường hợp chúng ta vẫn có thể cho bệnh nhân khám chủ động vẫn được. Thì chúng ta sẽ khám vận động ở các vùng khớp háng, khớp gối, khớp cổ chân và các ngón chân. Thì vận động của khớp háng sẽ bao gồm 3 cặp vận động, đó là gấp duỗi, dạng khép và xoay trong, xoay ngoài. Đầu tiên là cặp gấp duỗi, tư thế trung tính là gối khớp đùi duỗi thẳng. Chúng ta cho đùi gập về phía bụng, gọi là động tác gấp háng. Động tác duỗi háng thì chúng ta sẽ cho đùi đi gần về phía lưng, ở bệnh nhân tư thế nằm nằm sấp, hoặc chúng ta cũng có thể khám ở tư thế nằm ngửa, nằm nghiêng và chúng ta khám từng cặp vận động. Cặp thứ hai đó là cặp dạng khép, tư thế trung tính cũng là đùi thẳng. Dạng là chúng ta đưa cái đùi ra phía ngoài chi, phía ngoài trục cơ thể, và khép là chúng ta đưa cái chân này bắt chéo vào chân kia, đó là động tác khép. Rồi cặp thứ ba đó là cặp xoay trong xoay ngoài. Thì chúng ta cho bệnh nhân gấp háng 90 độ, gấp gối 90 độ, chúng ta đưa cẳng chân vào trong. Thì đó là động tác xoay ngoài khớp háng và ngược lại, đưa cẳng chân ra ngoài. Đó là động tác xoay trong khớp háng. Tiếp theo là vận động vùng gối, thì có một cặp vận động đó là gấp gối và duỗi gối. Thì tư thế trung tính của động tác gấp duỗi gối á, là gối thả lỏng. Thì khi mà gối thả lỏng thì vẫn có xu hướng gập nhẹ, chúng ta có thể đặt một tay chúng ta luồn vào phía dưới khoeo. Gấp gối là chúng ta đưa cẳng chân về sát đùi. Rồi, vận động khớp cổ chân thì chúng ta sẽ có 3 cặp vận động, đó là gập lưng và gập lòng. Gập lưng hay mình còn gọi là duỗi cổ chân, và gập lòng hay còn gọi là gấp cổ chân. Cặp thứ hai đó là cặp lật sấp và lật ngửa, và cặp thứ ba đó là cặp dạng khép. Rồi, đây là duỗi cổ chân hay còn gọi là gập lưng. Đây là gấp cổ chân hay còn gọi là gập lòng. Rồi,
Đây là sắp. Cổ chân. Và đây là động tác ngửa cổ chân. Rồi, đây là động tác khép cổ chân. Đây là động tác dạng cổ chân. Đây thì có một cái các em dễ bị nhầm lẫn, đó là giữa động tác sắp ngửa và động tác dạng khép cổ chân. Thì các em cứ hình dung động tác sắp ngửa là chúng ta sẽ cho cái bàn chân nó xoay quanh cái trục bàn chân. Còn động tác dạng khép cổ chân là chúng ta sẽ cho cái bàn chân xoay quanh, giống như là cho chúng ta cho cái bàn chân cử động theo cái hình rẽ quạt. Rồi cái vận động của cái ngón chân thì mình sẽ có cặp gấp duỗi nha. Đây là duỗi, duỗi gấp và duỗi các ngón nha. Thì vận động của các ngón chân nó sẽ hạn chế hơn rất là nhiều so với vận động của các ngón tay. Nó không có cái động tác dạng khép, nó rất là ít và không có động tác đón ngón của ngón cái. Thì quan trọng khi mà các em học cái bài khám chi dưới này là trên cơ sở các em đã học bài khám chi trên rồi, thì tại vì cái phần bài khám chi trên anh giảng rất là chi tiết đó, thì các em sẽ xem lại cái bài khám chi trên, sau đó các em sẽ học bài khám chi dưới. Và khi học bài khám chi dưới thì các em nhớ nhớ lại cái nội dung mà anh đã trình bày ở bài khám chi trên, và chúng ta có sự so sánh giữa chi trên và chi dưới thì chúng ta sẽ dễ dàng phân biệt và chúng ta dễ dàng chúng ta học hơn. Thì các em cứ nhớ một điều là chi trên và chi dưới thì nó sẽ có những nét rất là tương đồng với nhau, tại vì nó đều là cấu tạo là đều là chi. Tuy nhiên là khi mà con người chúng ta tiến hóa lên thì hai chi trên của mình nó sẽ biệt hóa, nó sẽ tiến hóa để nó thực hiện chức năng riêng, hai chi dưới sẽ tiến hóa để thực hiện chức năng riêng. Ở chi trên thì chủ yếu chức năng đó là cử động và thực hiện động tác, do đó là các khớp nó phải linh hoạt, các xương nó phải nhỏ để nó có thể thực hiện tốt những cái thao tác tinh vi, những thao tác tỉ mỉ. Trong khi đó, chi dưới chức năng chính đó là di chuyển và chịu lực, do đó là cái xương nó phải cứng cáp, rồi các khớp nó phải chắc khỏe, nó phải chịu lực tốt. Ngoài ra cái tên gọi thì nó cũng sẽ tương đồng với nhau. Ví dụ như ở vùng khớp vai, ví dụ như vận khớp vai ở chi trên thì nó sẽ tương ứng, đó là khi khớp được khớp háng ở chi dưới, khớp gối sẽ tương ứng với khớp khuỷu, khớp cổ chân sẽ tương ứng với khớp cổ tay, khớp các ngón tay thì nó sẽ tương ứng với khớp của các bàn tay. Về mặt hình thái thì cái xương, về về số lượng đi, thì cái xương nó cũng sẽ tương đồng với nhau. Ví dụ như xương cánh tay thì nó có một xương giống như xương đùi, xương cẳng tay thì giống như xương cẳng chân, là đều có hai xương. Và tương tự với cái hệ thống ở xương bàn tay. Thì khi các em học giữa bài khám chi trên và khám chi dưới, các em học song song, các em có sự so sánh như vậy thì các em có thể dễ dàng mình nắm được bài hơn. Rồi bài giảng của anh đến đây là hết. Chúc các em học tốt trong cái bài khám chi trên và khám chi dưới này.